máu trong nước tiểu không phải là một cái tình trạng hiếm gặp trong cái quá trình khám sức khỏe định kỳ, thì có những cái nguyên nhân sau đây. Thì việc đầu tiên á, mình cần phải xác định xem đó có thật sự là máu nó xuất hiện do cái thận gây ra hay không. Đối với những chị em phụ nữ á, thì có thể là mình lấy cái mẫu nước tiểu mà nó gần cái ngày mà chu kỳ của mình á, thì có thể là nó sẽ bị tạp nhiễm, có nghĩa là lẫn cái dịch âm đạo, có lẫn máu trong đó. Thì khi mà mình làm xét nghiệm ra thì cái kết quả xét nghiệm của mình nó sẽ có một cái lượng máu trong đó, làm cho mình nghĩ là có máu trong nước tiểu, nhưng mà thật ra là không phải. Thì để tránh trường hợp này á, thì chị em mình á, khi mà mình đi lấy mẫu xét nghiệm nước tiểu thì tốt nhất á, là mình nên đi lấy mẫu xét nghiệm giữa chu kỳ, tức là khoảng trước cái ngày hành kinh một tuần và sau cái ngày hành kinh sạch kinh á một tuần, thì có thể đảm bảo được cái kết quả nó chính xác. Cái nguyên nhân thường gặp thứ hai của cái máu trong nước tiểu á là tình trạng nhiễm trùng tiểu. Thông thường khi có nhiễm trùng tiểu thì người bệnh sẽ có triệu chứng là tiểu đau, tiểu rát, nóng khi đi tiểu. Tuy nhiên á, là có những người là hoàn toàn không có một triệu chứng gì cả, thì khi mà xét nghiệm ra mình mới thấy. Thì trường hợp mà nhiễm trùng tiểu không triệu chứng này thì cũng thường hay gặp ở chị em phụ nữ. Cái nguyên nhân thứ ba thì có một số người thì sẽ có những cái viên sỏi nhỏ ở trong thận, thì những cái viên sỏi này á, nó sẽ cọ sát vô trong cái thành của cái đường tiểu nên gây ra những cái trầy xước nhỏ, từ đó là cứ dẫn đến tình trạng là nó có chút xíu máu sẽ xuất hiện trong nước tiểu. Thì khi mà có cái viên sỏi này, thông thường người bệnh nó sẽ có triệu chứng á, là đau nặng nặng tức tức ở một bên vùng hông lưng. Tình trạng này á, có thể là nhẹ thôi, lúc có lúc không. Nếu như là cái viên sỏi nó gây ra cái biến chứng nhiều, nó gây nhiễm trùng, gây tiểu máu nhiều, thì có thể là tình trạng sẽ đau nhiều hơn và đi tiểu ra cái máu nhiều hơn mình có thể thấy. Thì khi mà gặp tình trạng này thì tốt nhất là mình nên đi khám bác sĩ chuyên khoa để có những cái phương pháp điều trị kịp thời. Tiếp đến là cái nguyên nhân cuối cùng là nguyên nhân thực sự tiểu máu là do thận. Thường gặp là tình trạng tiểu máu do cái viêm cầu thận. Khi mà một bệnh nhân có viêm cầu thận cấp á, thì sẽ có những cái triệu chứng như sau. Thứ nhất là tiểu ra máu, thứ hai là cái tình trạng là tăng huyết áp lên rất là cao, thứ ba là mình bị phù. Tuy nhiên á, thì đó là những cái triệu chứng xảy ra trong trường hợp là viêm cầu thận cấp tính thôi. Còn á, như nếu mà mình khỏe hoàn toàn, mình đi khám sức khỏe mình phát hiện thì có thể đó là nằm trong cái bệnh cảnh là viêm cầu thận mãn tính. Thì viêm cầu thận mãn tính trước đây có thể là mình đã bị viêm cái cầu thận cấp tính rồi, nhưng mà nó không có quá nặng, sau đó cơ thể mình đã tự ổn định. Và cuối cùng là nó để lại một cái di chứng dạng như là nó có một xíu máu trong nước tiểu thôi, và không có cái đó không có nghĩa là mình đang bị suy thận. Tuy nhiên á, khám sức khỏe định kỳ mình phát hiện ra cái tình trạng có máu trong nước tiểu như vậy thì tốt nhất mình nên đi khám bác sĩ chuyên khoa để bác sĩ chuyên khoa có xác định đúng nguyên nhân của tình trạng tiểu máu này, để bác sĩ có những cái phương pháp hướng dẫn mình theo dõi điều trị để mình sẽ không có bị những cái biến chứng nặng hơn nếu mình thực sự mình bị mắc những cái bệnh lý đó.